Mặc kệ là cổ ở đâu, tóm lại rất lý thú, có giá trị tham khảo. Lát nữa nhớ chuẩn bị tinh thần coi cho kỹ. Sao trễ vậy? Anh Tài! Cổ đó hả? Anh Tài! Cô thấy đồng hồ không? Bây giờ mấy giờ rồi? Cô có biết cô trễ bao nhiêu không? Cô trễ mất 20 giây cô biết chưa? Muốn giỡn mặt hả? Em không dám nữa. Nhưng mà anh cho em ít giờ quá. Nào là bắt em thay đồ, rồi bắt trang điểm, lại phải đón xe nữa. Khó lắm chứ bộ. Im đi. Nếu cô muốn số tiền này của cô, cười lên. Cười. Cảm ơn anh Tài nha. Anh Tài à, lần sau anh nhớ cho em rộng thời gian một chút nha. Lần sau chỉ có 10 phút thôi, chịu chơi không? Chơi, hào hứng quá hợp với em lắm đó. Chết với bộ mặt của cô. Đứng yên, tôi muốn nói chuyện với cậu Tụ. Dạ. Qua đây. Chào cô. Nè, qua đây, qua đây. Cái gì? Cho cô coi cái này nè. Cô thấy sang trọng không? À, cân nặng 10 lượng lần đó. Đeo mấy cái này còn sướng hơn là tập thể dục thẩm mỹ nữa. Cô quen với chủ của tôi à? Sao trước giờ không nghe cô nhắc gì? Hôm qua tôi mới quen với ổng thôi. Ổng còn mua nhiều đồ cho tôi lắm. Thôi không nói với cô nữa. Anh Tài à, anh Tài, hay là anh dẫn em đi tham quan khách sạn của anh đi nha. Hôm qua em tới trung tâm thương mại đó, thấy có nhiều món hay lắm. Đi ăn. Thấy chưa, đâu có gì mà không thể mua bằng tiền. Đi đi, đi đi mà, lẹ lắm. Để tôi vậy. Trời ơi, sao mà anh nặng quá vậy? Không nặng sao được. Đi, chỗ nào? Xin lỗi nha, chú Dương lúc nào cũng thích đùa như vậy. Nhưng mà tôi không cảm thấy ông đùa. Hai chú cháu anh cũng giống nhau lắm, chỉ biết sỉ nhục phụ nữ. Mời ông qua đây rửa tay. Chào ông Lâm, mời tới hả? Dài của tôi dơ rồi, đánh lại giùm tôi. Dạ, đánh liền, đánh liền. Thiệt tình. Ê chà, dơ quá, dơ quá. Dài áo của tôi hơi bẩn, ông mau phủi giùm tôi. Dạ, 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 bụi quá, bụi quá. Thiệt tình, đường xa bụi dễ sợ. Phủi liền, phủi liền, phủi liền. Dạ. Dù gì tối nào tôi cũng tới ăn cơm. Đây là tiền quê hồng cả tháng đó. Hôm nay mới có 28 mà ông Lâm. Không sao, tháng sau tôi cho thêm. Dạ, cảm ơn ông Lâm. Dạ, cảm ơn ông Lâm. 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 Ủa, Jenny, em còn ở đây à? Anh biểu em đợi anh cho nên em mới ngồi ngoài này. Ừ, ngoan. Để ăn cơm. Mời ông Lâm bên này. Hôm nay bà Ngư có dạy không? Dạ, ba lớp. Cứ làm món như trước giùm tôi. Dạ. Nhanh lên. Ê, vô đây làm gì? Cô không định gặp mặt tôi ở đây chứ? Đồ điên. Anh bao hết chỗ này sao? Cô đừng quên là tôi đã cắt mọi chi phiếu ở đây của cô rồi. Nhưng mà không sao, mau làm món rẻ tiền nhất cho cô này. Ăn xong rồi đi đi. Cô không biết sao, Jenny thanh xuân ngọc nữ, mất công cô lại sánh không bằng. Ê, mau dành cho tôi một phòng kế bên. Mở banh cửa ra. Ai cho anh chọc bạn gái tôi? À, thì ra hốt được con cá mới. Ồ, thì ra anh là con cá cũ. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không lấy tiền sang nhượng. Con nhỏ này cứ từ từ mà xài. Mày. Anh Tài. Thằng này là thằng khốn của cô lúc trước hả? Mấy chuyện lúc trước á, đừng có nhắc tới nữa. Uống trà đi. Ai nói không nhắc? Hắn gặp tôi là hết thời rồi, sẽ trả thù giùm cô. Đừng mà anh Tài, hắn rắc rối lắm. Lại giàu có nữa. Hắn giàu có lắm à? Vậy là được. Tao sợ ngươi nghèo nàn chứ không nổi. Chào ông Dương, món ăn tới. Để tôi. À, bà Ngư ba lớp đi ông Lâm. Ăn uống nghèo nàn không nên tới mấy chỗ này. Anh Trân. Dạ. Làm một đĩa bà Ngư ba lớp y như vậy cho họ, tiền tôi trả. Dạ. Sao ít vậy ông Dương? Chỉ có mấy miếng, làm sao mà đủ ăn lẩu. Dạ. Mau lấy cái này vô trong rửa sạch để tôi ăn lẩu. Dạ. Dạ. Đúng là hàng xịn nha. Trụng mãi cũng không thấy chín nữa. Tôi nói cho cô biết, muốn ăn lẩu không nên dùng loại vàng thường. Nhất định là phải dùng loại 4 số 9, thứ vàng lá vàng thỏi để nấu lẩu mới không làm hư bao tử của tôi biết chưa. À, anh Trần. Rút tiền của tôi. Lấy tất cả vàng lá của tiệm đưa cho tôi.
Dạ ông Lâm à, thông cảm cho tiệm chúng tôi không cung cấp vàng lá. Số vàng lá đó của ông Dương tự mang tới. Ông Lâm à, ông có mang cặp cá nhám về phải không? Để tôi kêu đầu bếp chưng lên giùm ông. Không cần. Lập tức ra ngoài mua hết vàng lá về đây cho tôi. Còn bây giờ gỡ mấy cái này ăn đỡ trước. Cái này có răng vàng dầu cháu quẩy vàng hay không? Đem ra tôi nấu lẩu luôn. Ê trời, hắn lấy tiền đốt thuốc kìa. Thiệt là mất nết quá. Người đâu qua đây. Dạ, thưa ông cần gì? Anh làm trò khỉ gì vậy? Lửa cháy hiu hiu à? Dạ, để... Cầm sắp tiền này, nhóm lò lại giùm tôi. Lấy tiền nhóm lò mới không bị mất nết. Đồ hôi sữa, mày có thấy tiền chưa? Lẩu tủy bò đuôi bò, ai mà thèm ăn. Vô tài khoản của tôi, lấy tất cả tờ 1.000 của tiệm ăn đưa cho tôi. Dày dày lên, dày dày lên, lửa không đủ mạnh. Dạ. Anh đốt kiểu đó, nồi lẩu của anh một tuần cũng chưa sôi. Tụi tôi khổ thiệt, nồi nước sắp cạn queo rồi, chắc phải thêm nước thôi. Dạ thưa ông Lâm, tôi đã tự quyết định đổi thành giấy 10 đồng cho ông, đỡ tốn nhiều lắm. Có phải tôi thông minh không? Anh thông minh lắm. Cố đi, từ nay đừng hòng tôi tới đây ăn uống nữa. Chơi không nổi thì rút đi, tội gì mất mặt trước bạn gái phải không? Mày đợi đó, tao sẽ về nhà mở két lấy tiền chơi với mày. Đi, lấy nhiều nhiều lên. Đồ mất tiêu rồi. Bên này nè. Cầm lấy. Cảm ơn. Có bộ khỏi phải đợi nữa. Được lắm.